này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bố thí ba la mật đa đó là pháp giới của bố thí ba la mật đa pháp giới của bố thí ba la mật đa này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của bố thí ba la mật đa cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa đó là pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của Pháp không nội, thế nào là tướng Pháp giới của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không nội đó là pháp giới của pháp không nội pháp giới của pháp không nội này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của pháp không nội cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đó là pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh Pháp giới của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng Pháp giới của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của chân như? Thế nào là tướng Pháp giới của Pháp giới Pháp tánh? Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ. Thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của chân như, đó là pháp giới của chân như. Pháp giới của chân như này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của chân như. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đó là pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này cũng không đạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.